Alexa, start my day. Good morning. Today is the day of St. Patrick, and I hope that you're feeling ecstatic. Don't forget to wear green, lest you be seen by someone that's undiplomatic. Happy St. Patrick's Day. Currently, in Seattle, it's 35 degrees Fahrenheit with mostly sunny skies. Today, you can expect lots of sun, with a high of 55 degrees and a low of 35 degrees. I don't know your commute information. Just set your home and work addresses. Tap the notification I sent to the Alexa app on your phone. How? Here's what's new. Trở lại với Hello Học, và hôm nay là cái ngày mà nghĩ rất là thú vị, thì họ sẽ cho các bạn coi một ngày routine của họ như thế nào, có nghĩa là một cái ngày thức dậy ra sao, chuẩn bị get ready cho một ngày bắt đầu ngày mới như thế nào. Bây giờ sẽ đi tắm. Em không hề vui, em lại đang chờ chờ, em yêu anh thật sự thật thà. Nếu trước em quên sao nhiều mắt, em xa đi còn theo quay về. Một bước tiếp theo nữa cũng không kém phần quan trọng, đó là phải đánh răng, phải không nào? Một cái mà bí quyết mà làm đó chính là đánh răng với baking soda. Thì đánh răng với baking soda sẽ làm cho răng bạn trắng hơn. Nhưng các bạn nhớ là không nên đánh thường xuyên quá, bởi vì nó sẽ làm cho răng của bạn bị mài mòn. Chúng ta có một hộp baking soda để nhúng vào đánh thôi. Thank you.
ready xong và bây giờ chỉ có ngồi xem TV. Sau đó thì lại ăn trưa. Ăn trưa xong rồi lại xem TV. Xem TV xong rồi lại ăn tối. Ăn tối xong rồi lại xem TV. Thế là hết một ngày thứ hai các bạn ạ. À, tình hình chung hiện nay là tất cả mọi người đều ở nhà, trừ cho những cái company làm tech hoặc là những cái công ty mà không có làm về ngành dịch vụ thôi, chứ thực sự là ngành dịch vụ đã đóng cửa hết rồi. Hiện tại thì chỉ có chợ và bệnh viện mở cửa. Thế là hy vọng là 2 tuần nữa thì xem mọi thứ như thế nào, bởi vì hình như là dự đoán là khoảng 2 tuần nữa thì mọi thứ có thể bắt đầu từ từ đi vào hoạt động trở lại. Nhưng đó cũng chỉ là dự đoán thôi. Ngày hôm qua là cái ngày đầu tiên mà họ đã thử vaccine ở đây trên người. Thì bây giờ chỉ còn có đợi và đợi và đợi thôi các bạn ạ. Hy vọng là chúng ta sẽ có thể vượt qua cái này một cách nhanh nhất và sớm nhất. Và sắp tới đây thì vẫn có thể giữ được những tinh thần thật là lạc quan và tiếp tục làm video cho các bạn coi nhé. Hồi nãy khi mà quay ở trong nhà tắm thì mới nghĩ ra được một cái vấn đề, đó là có thể là chắc họ sẽ ngày mai họ sẽ làm cái skincare routine cho các bạn coi, tại vì đó cũng là một cái mà họ đang rất là thích và chú tâm vào chăm sóc vào da mặt của mình. Hiện tại thì họ có một cái routine họ học từ những người bạn cũng như là những người khác. Những sản phẩm họ xài là những cái sản phẩm không có mắc tiền, nên Hào nghĩ là sẽ có thể giúp các bạn là một phần nào chia sẻ được cái skincare routine mà các bạn chưa thì các bạn hãy bắt đầu đi nhé. Thật sự là nói skincare routine thôi nhưng mà bây giờ nhìn cái mặt nổi một cục mụn, nhưng mà các bạn biết không, lâu lâu mới nổi một lần nha, chứ không phải là ngày nào cũng nổi hay là mặt hẳn luôn có mụn đâu nha. Thấy không? Not bad đúng không? Một phần đỡ là nhà Hào thì có 3 người nên á, cái phần chi tiêu nó cũng đỡ hơn. Tội nghiệp đó là tội nghiệp mấy cái người mà họ có những cái phần chi tiêu rất là lớn, hoặc là họ có con cái nào có rất là nhiều bill, hoặc là họ có tiền phải trả tiền nhà nếu mà họ có mua nhà. Giống như là kinh tế bây giờ đang đi xuống mà tự nhiên rớt một cái đợt xuống một cái rồi là không ai biết được nào mà đỡ luôn á mọi người. Nên á, hiện tại nếu mà có thể giúp nhau được những gì á thì cứ giúp, và có thể động viên nhau cũng như là khuyến khích nhau được thì chúng ta nên làm. Nghiêm cấm những từ mỉa mai hoặc là xỉa sói, cũng như là những cái negative energy hiện tại là không cần thiết, mà chúng ta chỉ nên có thể support, giúp đỡ, nâng đỡ nhau lên để đi qua cái khoảng thời gian này. Bởi vậy Hào hứa với các bạn là từ đây đến cái ngày mà họ có thể đi làm lại hoặc là đi hoạt động trở lại bình thường và những công việc hàng ngày á, họ sẽ ráng làm vlog để nói chuyện với mọi người và chia sẻ thêm nhiều thứ, cũng như là sắp tới sẽ là một cái dự án lớn, đó chính là nói về quá trình đi Mỹ, ở Mỹ, làm việc, sinh sống tại Mỹ nó như thế nào. Mặc dù là không có nhiều dẫn chứng giống như là hình ảnh đi ra ngoài, tại vì giờ đâu có việc làm ở đâu, nhưng mà sẽ là một cái những tập mà ngồi kể dài lê thê trong vòng 9 năm qua đã làm được gì và đã thu nhập được những gì. Hy vọng là đó sẽ là một cái kinh nghiệm mà có thể chia sẻ được với mọi người và mọi người sẽ yêu thích. Ok, nếu các bạn yêu thích YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe, chia sẻ rộng rãi và đừng quên để lại những comment cho Hào trong những ngày coi các bạn đã làm gì. Hãy chia sẻ cùng Hào để chúng ta có thể đi qua cái đại dịch này một cách nhanh nhất và mọi thứ sẽ trở lại hoạt động bình thường các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của